và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 9 tháng 8 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, sáng sớm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.